tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Người Tên Là Kid. Và hôm nay mình đã quay trở lại và thực hiện một cái vlog về học sinh. Và chủ đề năm nay, không phải năm nay mà là hôm nay đó chính là những thứ là học sinh mình lớp nào cũng có phần 1. Và phần này thì mình sẽ có 6 thể loại và phần 2 cũng có 6 thể loại luôn. Thì cái này mình lấy ý tưởng từ chị Yến Channel nên là các bạn đừng có nói là mình lấy ý tưởng người mình ha, mà cái này mình nói luôn là mình lấy từ chị Nhi. Nên là bây giờ mình sẽ bắt đầu vlog đầu tiên phần 1 của những thứ học sinh mà lớp nào cũng có một thánh mười. Ủa bữa nay kiểm tra hả? Ê, cho mượn tờ giấy thôi. Mượn tờ giấy ơi, không cho phòng. Ơi đời, cái bụng quá, bụng đánh trống nãy giờ. Ôi, hết tiền rồi. Ê, cho mượn 5.000. Không cho mượn hả? Thôi cho mượn 10.000 đi. Hai thánh ngủ. Ngày xưa có một cô bé rất là hiền lành. Cô ấy thích đội cái khăn màu đỏ trên đầu của mình, nên là cô ấy được mọi người gọi là cô bé hoàng khăn đỏ. Ba, đại ca của lớp. Thằng Khánh này, đi mua giùm chai nước coi. Nhỏ này nữa, mua giùm mấy kèo xin gom coi. Thằng này chép bài cho tao coi. Đây là thứ tư, Thánh Lầy. Ê, cô giáo vô chưa? Cô chưa vô hả? Trời ơi, bây giờ mình phải nhảy nha. Tao nhảy cho mày coi nè. Cô vô chưa? Trời, chưa vô phải không? Trời, bây giờ mình phải nhảy. Rồi mấy má ơi. Năm thánh nói. Và thể loại thứ 6 đó chính là thánh mắt cô. Và thánh và cái thể loại này, trước khi cho các bạn xem tình huống thì mình nói trước thì thánh mắt lẹo đó, giờ mắt lẹo đó, tại vì khi mà không có lời chép bài biết nhà đó biết gì đó, nhưng mà thực ra là cái con mắt thì mình để tìm ra cái sơ hở xíu chúng ta phải né cô liền. Rất là ghét cái thể loại đó, cực kỳ điện ứng. Thôi mà mới xà, bây giờ bắt đầu xin đưa lộn trên đường hướng. Bà ơi, cô ơi, bạn này chép phao. Để tao đi. Chị tao đi mà. À đúng rồi, hay là tao với mày chép phao đi. Mày mà thẳng lên nha. Để tao lấy sách là tao coi. Cô ơi, bạn này chép phao, lấy sách ra coi kìa. Và trên đây là 6 thể loại người mà mình thường gặp nhất khi đi học. Còn nếu các bạn gặp được nhiều thể loại khác thì comment bên dưới. Và khi phần 2 ra thì mình sẽ có thể là mình, nếu mà bạn nào, những cái học sinh nào mà mình thiếu gì đó thì mong các bạn thông cảm, và bạn nào muốn gì đó thì hãy comment bên dưới, nhưng mà đừng có ném đá ném gạch đi nha, tại vì cái này mình làm để vui, tại vì nên là đừng có ném đá ném gạch nha. Còn lý tưởng thì mình đã nói rồi, mình thấy thực hiện channel nên là mình không có nói là mình lấy gì của ai hết. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe. Còn nếu mà các bạn có video này ấn và mình chịu phần comment nha. Nhưng mà mình thấy các bạn rất vui là bạn chờ nếu mà trên chính nét mình đã đăng Facebook rồi, là bây giờ mình tạm đang được tiếp game, nhưng mà mình chưa có thời gian quay vô để thông báo khi nếu mà mình đã chứng thư 91-92 người gì đó thì mình sẽ công bố big game. Phần quà thì mình sẽ để cập nhật ở trên Facebook, nên là các bạn lên đó và xem nha. Và bây giờ